Hôm nay mình thích cho mấy bạn làm bài dipping powder, ok? Và cách làm bài xài vào news 741, ok? Trước khi mình làm cho khách thì mình rửa sếp cho khách trước, ok? Mình rửa cái sếp mà khách nó thích, mình cũng rửa nó tương đối thôi, tại vì anyway chút nữa mình dip xong mình cũng rửa lại. Rửa xong thì mình dùng cái đầu mịn này nè, rồi là mịn cái mình đi qua lại cho khách 10 ngón tay, ok, đi cho nó sạch, ok, sạch hết cái cuticle. Nhớ là những cái phần này mình phải đi cho nó sạch để khi dip cho nó đẹp, cho nó even. Cái này á, mà khách nó có hỏi là mình nói là cái này là mình chỉ only clean cái dead skin thôi, cái da dơ nó dính trên móng để cho nó lát thôi, chứ mình không có làm damage cái tay nó, ok. Ok, rồi mình lấy cái chổi mình phủi hết 10 ngón cho nó sạch hết cái bụi ở trên tay bả. Xong rồi mình cho cái số 1 lên hết 10 ngón. Kế tiếp là mình xài cái số 2 là cái bay gel để mình dip. Thì thay vì mình dip là mình phải xài cái ở bên hãng này, nó xài cái crystal clear này là nó thay cho crystal mà là clear với bay luôn, ok. Thì khi mình làm bột thì mình già xài 1/3 của cái móng mình dip bay. Mình dip hết 10 ngón. Tại cái bay này nó làm chắc cái móng. Thì khi mà khách nó có dùng, có làm gì, giống như là nó thay computer hay là một cái gì đó, thì nó chắc hơn. Nó bạn đi đều hết 10 ngón. Là đi cái này vừa đủ thôi, đừng có dư quá mà đừng có thiếu quá. Dư quá thì nó tràn, nó dày quá, mà thiếu quá thì cũng không có được, không có đủ, mà vừa thôi. Và kế tiếp là mình lấy cái chổi mình thủy hết 10 ngón để cho những cái bụi trên tay của cái bột nó còn sót lại thì nó phải sạch, để khi mình dip màu nó mới đẹp. Khi mình xài màu thì mình nhớ lắc lên cho nó màu cho nó đều. Mình thấy màu không đủ thì ok, mà màu nhiều quá thì mình sẽ đổ ra nắp, nhưng mà cái này tay bạn ngắn thì là ok. Bắt đầu nước thứ nhất thì mình cũng đi cái cọ ở giữa kéo xuống, rồi đến đi qua hai bên, giống như mà đi đủ thôi, dư một sợi tóc, ok. Rồi mình dip nè, mình bỏ 45 độ bỏ xuống móc lên đó, rồi mình phủi bụi, thấy không, nước đầu tiên này. So pretty, right? Rồi cái thứ hai mình cũng làm giống vậy, một cái xuống lấy vừa đủ, đừng có dư quá, nếu mà dư quá màu sẽ nó sẽ đùn lại thì nó không có được đẹp. Mà nước đầu tiên mình làm cho nó có một sợi tóc, không có được cái sát quá, 1-2 sợi tóc đó. Rồi xong cứ tiếp tục bỏ giữa giống như sơn vậy đó, tại thấy cái này bay ở đâu á thì cái bột nó dính ở đó, thì mình phải cố gắng sơn cho đẹp để chút nữa mình khỏi có vữa nhiều.
mình cố gắng sơn bay cho đẹp thì chút nữa cái bộ tay mình không cần giũa, nhưng mà mình chỉ clean lại thôi chứ không cần giũa nhiều. Nhớ là đi sát mấy cái mé này nè, cái móng tay này cho nó đẹp, tại mấy cái này thiếu, giống như nước sơn, bạch sơn thiếu vậy đó, nên cố gắng sơn cho nó đẹp. Mình control tay khách, đừng để cho khách nó tự control. Nếu khách nó tự control thì sometimes nó chúi tay xuống thì coi như hư cái ngón tay đó, mình phải làm lại. Nên á, mình control tay khách. Thế mình thấy cái cách mà mình đẩy bột không? Thì bột sẽ đều và đẹp. Kéo xuống rồi nghiêng ngón tay nó lại, đi bên hông cho nó đều, giống như đi nước sơn vậy đó. Đó, rồi đi hết 10 ngón mình mới trở lại phủi bụi tay cho khách. Mình còn sót một ngón, sorry. Đi lại nước thứ hai cũng giống nước đầu tiên, nhưng mà nước này thì sát một chút đến gần cuticle. Ok, nhớ là nước thứ hai hay thứ nhất gì cũng phải đi cái bay cho nó đều hết nguyên móng thì màu nó mới đều mới đẹp. See, thấy không, mình tiếp này. Nhớ là mình control cái tay khách nghiêng để cho mình làm trong mấy cái cuticle cho nó tròn và đều. Không, mình nghiêng cái tay của khách để cho mình control được cái cuticle để không có bị tràn ra ngoài và cũng không có bị thiếu. Đó là những cái căn bản và cơ bản để cho mình làm cái một cái dip nó đẹp mà nó không có mất thời gian cho mình. Ok, thì trong thời gian mình chờ cho nó khô một chút thì mình cắt mấy cái dụng cụ mình đang làm bột đi. Xong rồi cũng lại bước lại phủi hết 10 ngón. Ok, xong đến kế tiếp mình cho tiếp số 2 lên lại một lần nữa. Cái
số 2 này rất là quan trọng. Nếu mà cái nước này mà bạn không cho số 2 lên á, móng nó dễ bị khoát, nó nứt. Nên cái số 2 này rất là quan trọng. Và có những cái bột mà nó còn chưa có, giống mình quét mà nó chưa có chín đó, thì cái số 2 này nó làm cho cái bột nó chín luôn. Thấy không, có nhiều chỗ nhưng mà bột nó chưa được có vô trong cái bay, nó chưa hút nhiều quá. Khi mình dip thì khi mình bỏ cái này lên là coi như là bột nó chín luôn, giống như khi mình đắp bột mà nó bị sống vậy đó. Nên cái số 2 này rất là quan trọng, cái nước này. Rồi mình cho khoảng quạt cũng tới đi xa cành đi. Vài xa cành rồi mình cho số 3 lên để cho nó khô. Nếu mà khơi số 3 này không có lên thì nó không có khô. Rồi mình cho số 3 lên hết móng. Nhớ là phải cho lên hết, còn chỗ nào mình không cho là tức là nó không có khô. Thì phải cho lên hết móng. Tràn chút cũng được, nhưng mà đừng có để thiếu. Kế tiếp là mình xài cái đầu diamond để mình đi cái cuticle. Bắt đầu mình thấy coi móng nó khô chưa. Thì nó đã khô thì mình vô xếp lại. Trong quá trình làm mà bột nó chưa có khô thì take your time, từ từ, đừng có rush nó. Tiếp mình xài cái đầu diamond này để mình đi cái cuticle cho nó sạch. Nói chung anyway, cái bài mình dip nó rất là đẹp rồi, perfect rồi, nhưng mà cũng phải đi cái đầu diamond sơ qua một cái cuticle cho nó tròn. Nếu mà ở đây nó còn, thấy không, bột mình dip nó không có gì là nó đã perfect rồi, nhưng mà ý mình lúc nào mà mình cần á, mình đi qua thêm một lần vậy nữa, để có những cái mà nó hơi gồ ghề thì nó smooth. Mình đi xí sơ sơ thôi, đừng có đi giống như bột mình đè nặng quá nó mất bột. Chỉ cần thiết thôi, chỉ đi sơ qua thôi. Nếu mà sometimes có nhiều bạn dip nó bị gồ ghề chút thì mình đi sơ cho nó láng. Đi hết 10 ngón tay cho khách. Nhớ mình đi giống như bột vậy đó, bột mình vừa xong mình đi giống vậy, mình phải đựng cái này lên rồi mình đi tròn cái cuticle, sơ qua một cái để coi cái nào nó còn bị vô ghê thì làm tiếp. Thank you.
Đến kế tiếp là mình xài cái đồ mịn, cái đồ đầu tiên á mình phao tay hết đó, giờ mình xài lại thì mình đi cái lại 10 ngón cho nó đều để cho nó bóp mấy cái chưa có smooth, đi nhẹ tay thôi, đừng có đi mạnh quá. Kế tiếp là mình xài buffer mịn thôi, ok, cái mặt mịn này thôi, bóp hết 10 ngón. Mình coi lại cái sếp có cần sếp hay gì không. Lúc đầu mình lấy chổi mình đi hết 10 ngón, quát hết sạch. Rồi bắt đầu nước là mình bỏ số 3 lên. Có nhiều bạn quên bỏ số 3 này thì cái số 4 sẽ không bao giờ khô. Nên nhớ bỏ số 3 mà bỏ hết móng. Chỗ nào có số 3 thì chỗ 4 nó mới khô. Còn nếu mình không có bỏ số 3 thì số 4 nó không có khô luôn. Mình nhớ là bỏ cho hết móng. Trong quá trình làm mình cho tay nó hơi khách qua để cho nó khô cái lớp số 3 này đi, thì cái số 4 nó mới khô, thì nó không bị hư cái cọ. Mình chỉ hơ cái số 3 thôi nghe, còn cái số 4 là completely không có fan mà cũng không có đèn, không có gì hết. Nếu mà bỏ vô những cái đó thì nó không có sai nè. Số 4 á, mình đi rất là nhẹ nhàng, đừng có đè mạnh quá, mình chỉ đi nhẹ nhàng lớp thứ nhất cho nó đi nhẹ thôi, chứ đừng có đè giống như gel manicure vậy đó. Mình tắt cái quạt đi, cho tay khách nó để thẳng vậy để đừng có bị. Wow. Like it? I love it. Đi nhẹ thôi nghe, cái nước đi hai nước nhưng mà đi nhẹ nước thứ hai, đừng có dư quá nó bị đùn thì nó bị nhanh, đi vừa đủ mà đừng có thiếu là thì nó thể shiny mà nó không có bị sọc, nó không có bị, mà cái rất là nhẹ nhàng, đừng có đè giống vậy, đi nhẹ thôi, hưởng cái cỏ lên nhẹ nhàng thì nó sẽ bóng. Nhà để cho tay khách dậy khoảng 3 phút rồi mình cho khách nó đi rửa tay. See, it's a perfect look. Đẹp không? So can you tell me how you feel when you do dipping powder? It's so light.
And they like in your real one, right? When you scratch or anything. Yeah, definitely. Yeah, they don't damage your nails. They're real nails. It's just so light, so much better. And they don't damage your nail, right? No, it doesn't damage my nails. Plus, it seems like it lasts a whole lot longer. It's just that it grows out. Yeah. But the powder lasts a long time. So it's a good new, right? It is. It's awesome. Yeah. Thank you. Thank you. Today you're my model, okay?